Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến đối với ngày hôm nay Ở trong cái video đầu tuần này thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích những cái diễn biến mới nhất trên cái chạp đồ thị của Bitcoin và của đồng Ethereum và để chúng ta có những cái kịch bản phù hợp cho cái tuần này đúng không ạ? Thì trước khi đến với nội dung chính của video thì với những bạn nào mà đang giao dịch ở Mergin thì các bạn có thể tham khảo cái nhóm Telegram của kênh của chúng ta thì mình có một cái nhóm Telegram hoàn toàn là miễn phí và À, trên cái nhóm này thì mình sẽ có những cái nhận định chuyên sâu về uh, thị trường cũng như là mình sẽ đưa ra cho mọi người những cái tín hiệu thì bạn nào mà cần cái sự hỗ trợ thì các bạn uh, có thể để lại cái thông tin ở cái phần form đăng ký ở bên dưới và sau đó thì sẽ có admin add các bạn vào trong cái nhóm này. À, ngoài ra thì với những các bạn nào mà đang giao dịch ở sàn Binance hoặc là các bạn chưa có tài khoản Binance thì các bạn có thể uh, đăng ký qua cái đường link ở bên dưới để mà các bạn có thể nhận được uh, cái ưu đãi đó là giảm 10% phí giao dịch trọn uh, đời. Đây là một cái ưu đãi uh, độc quyền dành cho những cái member của kênh Avery Capital và nếu như các bạn là những cái người mà có cái volume giao dịch lớn trên sàn Binance thì các bạn có thể liên hệ với các admin để có thể có được những cái ưu đãi tốt hơn đúng không ạ? Quay trở lại với cả cái nội dung chính của cái video ngày hôm nay thì ở trong cái phần đầu của video thì mình muốn chia sẻ cho các bạn một số những cái tài liệu mà mình đã thu thập được và mình thấy rằng là những cái tài liệu này là tương đối là hay để mà mình chia sẻ với mọi người. Đây là những cái số liệu đã được tổng hợp ở trong quá khứ và chúng ta đôi khi chúng ta có thể dự báo được tương lai bằng những cái việc là chúng ta sẽ đối chiếu lại những cái gì đã diễn ra trong quá khứ. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ đến với cái chu trình tăng giá của bitcoin vào năm 2013. Thì trước khi mà bitcoin vào cái thời điểm đó có một cái đỉnh mới thì chúng ta đã có một cái giai đoạn tích lũy kéo dài khoảng 7 tháng và hình thành nên một số những cái thanh niên giảm trước khi chúng ta có một cái đỉnh cao nhất. Điều tương tự cũng xảy ra với cái chương trình tăng giá của năm 2017. Thì bitcoin đã hình thành một cái giai đoạn tích lũy trước khi mà thẳng tiến đến cái mức đỉnh cao nhất là mức 20.000 đô. Thì điều đó có nghĩa là khi mà đồ thị giá bước vào một cái giai đoạn tích lũy thì chúng ta đang đến rất gần với cái giai đoạn là tạo nên một cái đỉnh mới trong cái chương trình tăng giá đó. Và trong cái giai đoạn thị trường tích lũy này thì thị trường sẽ hình thành những cái nến giảm trong vài tháng tuy nhiên khi mà phá vỡ được ra khỏi cái vùng tích lũy này thì chúng ta sẽ có được một cái sự bùng nổ rất là lớn trên thị trường một cái đặc điểm mà mình nhận ra đó là sau khi mà thoát ra khỏi cái vùng tích lũy này và tạo ra một cái đỉnh mới thì thị trường sẽ rơi vào cái trend giảm ngay sau đó và cái trend giảm này sẽ diễn ra trong một khoảng thời gian dài trước khi mà chúng ta bước vào một cái chu trình tăng mới khác thì điều này hoàn toàn là dễ hiểu bởi vì đó là chu trình tâm lý của các nhà đầu tư và đây cũng là cái chu trình chung của của thị trường. Thì, thì, vào cái thời điểm nào cuối năm 2013 ấy, thì ngay khi mà đồ thị giá của Bitcoin xác định được cái đỉnh tại cái ngưỡng là 1.100 đô thì Bitcoin ngay lập tức là đi vào downtrend. Tuy nhiên các bạn để ý là cái sóng giảm của cái xu hướng downtrend ấy, nó bị cản và Bitcoin thời điểm đó cũng tạo đáy ngay tại cái khu vực tích lũy đã được hình thành trước đó và cái cấu trúc này lại tiếp tục diễn ra vào cái giai đoạn năm 2017-2018 khi mà bitcoin đạt đến cái mức đỉnh là 20.000 đô thì mức giá của bitcoin sau đó đã tụt khoảng 78% giá trị tuy nhiên thì đồ thị giá điều chỉnh và giảm đúng về cái vùng tích lũy hình thành trước đó vào năm 2017 như vậy thì nếu mà dựa vào cái cấu trúc này thì chúng ta có thể đưa ra cái giả thuyết rằng là sau khi mà bứt phá ra khỏi cái vùng tích lũy thì giá của bitcoin sẽ nhanh chóng đạt đỉnh và sẽ có cái sự tụt giảm rất là mạnh Tuy nhiên thì cái đáy tiếp theo được hình thành sau khi mà Bitcoin tụt giảm ý, thì sẽ nó sẽ không vượt quá cái khu vực tích lũy trong cái giai đoạn nó đã hình thành ở thời điểm hiện tại. À, quay trở lại với cả những cái diễn biến của thị trường thì cái thanh nến tháng 4 hiện tại đang là một cái thanh nến giảm à, và cái điều mà chúng ta thấy là cái dấu hiệu của thị trường đang có khả năng là sẽ hình thành cái khu vực tích lũy quanh cái khu vực tầm 52.000 cho tới 78.000 đô. Theo những cái diễn biến trong những cái chu kỳ tăng giá trước đó thì cái giai đoạn thị trường tích lũy sẽ có thể kéo dài một vài tháng và sau đó thì đồ thị sẽ bứt phá ra khỏi cái đoạn này và chúng ta sẽ có được cái mức đỉnh cao nhất cho cái chương trình tăng giá ở cái thời điểm hiện tại và cái sóng giảm sau đó thì có thể là sẽ tụt về quanh cái xu hướng mà nó đã tích lũy được quanh cái vùng là 52.000 đô đó thì đây là những cái lý thuyết mà mình muốn chia sẻ với mọi người sau khi mà mình tổng hợp lại những cái diễn biến đã diễn ra ở trong quá khứ để bác các bạn có thêm cái cái góc nhìn cho cái chu trình tăng giá này của Bitcoin. Đó, bởi vì cái chu trình tăng giá hoặc là giảm giá nó dựa trên tâm lý của con người và cái điều này thì nó có cái xu hướng là uh, lặp đi lặp lại và chúng ta đôi khi chúng ta sẽ cần phải uh, nhìn vào những cái dữ liệu ở trong quá khứ để chúng ta biết mình đang ở đâu trong một cái chu trình tăng trưởng và uh, điều gì có thể xảy ra trong cái thời gian tới. thì Hy vọng là những cái thông tin trên sẽ À, cho mọi người một cái góc nhìn khác về cái chương trình tăng giá này của Bitcoin. Ok đó là về cái xu hướng trong uh, dài hạn chúng ta cũng cần phải chờ xem là cây nến tháng tư này nó đóng như thế nào thì chúng ta mới có thể nhận định được một cách uh, chính xác nhất đúng không ạ? À, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những cái xu hướng uh, ngắn hạn hơn của đồng Bitcoin. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ đến với uh, cái trạc biểu thị trên khung D1. Thì các bạn có thể thấy là Bitcoin đang gặp rất là nhiều khó khăn tại cái khu vực kháng cự là khu vực 60.000 thì chỉ riêng trong tuần trước thôi thì đồ thị của Bitcoin đã có khoảng 4 lần test lại cái khu vực này và hầu hết những cái thanh nến sau khi mà tiệm cận cái khu vực 60.000 thì đều có cái dấu hiệu là rút dâu về và đóng cửa bên dưới cái mức kháng cự và một lần nữa thì thị trường cho thấy là cái lực kéo xuống rất là mạnh tại cái khu vực này và điều này có thể là do tâm lý của những cái nhà đầu tư trên thị trường cho rằng là cái khu vực 60.000 đô là khu vực rất là khó có thể vượt qua và họ thường có cái xu hướng là chốt lời khi mà cái vùng giá của Bitcoin chạm đến cái khu vực này thì nếu mà chúng ta sử dụng cái mô hình Fibonacci cho cái sóng điều chỉnh giảm trước đó thì cái khu vực kháng cự mà độ thị giá đang gặp phải đồng thời cũng là cái khu vực ở cái mức Fibo rất là quan trọng đó là 0.786 và thông thường thì đây được xem là cái mức Fibo rất là dễ xảy ra cái hiện tượng đảo chiều của thị trường thế nên là việc Bitcoin trứng lại tại cái khu vực này thì mình nghĩ rằng là cũng là cái điều mà tương đối là dễ hiểu trong tuần tới bitcoin mà có thể phá vỡ được khu vực kháng cự này và hình thành một cái thanh nến xác nhận với cả cái thanh thân nến nằm trên cái vùng 60k thì mình nghĩ rằng là cái xu hướng tăng trưởng sẽ có cái tỷ lệ xảy ra tiếp theo rất là cao đó tuy nhiên thì có một cái điều mà mình tương đối quan ngại đó là vào cái ngày thứ bảy vừa rồi thì sau khi mà không thể nào mà phá qua được cái vùng 60k thì bitcoin đã có cái thời điểm mà giảm xuống bên dưới cái vùng fibo 0.618 và gần tiếp cận với vùng Fibo 0.5. Thì đây là một cái mức Fibo uh, khá là quan trọng thế nên là giá thường xuyên nó sẽ có cái biến động bên trong cái cái, cái hai cái vùng Fibo này và cái tín hiệu mà phá vỡ cái mức Fibo 0.5 sẽ tương đương với cái mức giá là 55.800 đô. Và đây sẽ có thể là một cái uh, dấu hiệu không tốt cho cái xu hướng UpTrader này trong ngắn hạn. Đó, À, tuy nhiên hiện tại thì may mắn là cái sau cái cú giảm hôm thứ Bảy vừa rồi ý, thì thị trường đã được đỡ rất là tốt bởi cái đường EMA 21 và đã có cái nhịp hồi trở lại. Thì để chắc chắn được về cái xu hướng tăng trưởng lần này thì chúng ta vẫn nên chờ đợi à, cho để xem là giá nó có vượt qua được cái vùng kháng cự 60.000 à, tương đương với vùng Fibo 0 sáu hay không thì nó sẽ có cái tỷ lệ chắc chắn nó cao hơn. Và cái điều mà chúng ta chờ đợi sẽ là một cái cây nến xanh với cái thân nến to, dài và bứt phá qua khỏi cái vùng Fibonacci này thì đó sẽ là cái điều mà chúng ta chờ đợi cho những cái tuần tới cho những cái ngày tới à, Tuy nhiên thì nếu trong cái trường hợp ngược lại mà giá vẫn tiếp tục không thể nào mà vượt qua được cái vùng 60k thì sẽ có khả năng là Bitcoin sẽ có một cái nhịp điều chỉnh tiếp để mà tích lũy và nếu như chúng ta tiếp tục sử dụng cái mô hình Fibonacci thì mình nghĩ rằng là những cái vùng hỗ trợ ví dụ như là 0.5 tương đương với mức giá là 55.800 sẽ là cái khu vực đầu tiên mà Bitcoin sẽ rớt xuống và nếu như mà cái khu vực này không được bảo vệ thì sẽ là rơi xuống cái vùng Fibo từ 0.236 cho tới 0.382 tức là tương đương với mức giá tầm khoảng 52.500 52, cho tới uh, 54.000 thì đây cũng là cái vùng mà sẽ trùng với cả cái đường trung bình MA50 và mình nghĩ rằng đây sẽ là một cái uh, vùng giá một cái cơ hội uh, rất là cuối cùng gần như là cuối cùng để mà thị trường có thể uh, tích lũy và có thể bật lại cái trend tăng trở lại đó thì mình hy vọng là các bạn sẽ nốt lại những cái vùng giá quan trọng và chúng ta sẽ theo dõi trong những cái ngày tới xem là Bitcoin phản ứng như thế nào với cả những cái vùng giá này để chúng ta có được những cái kế hoạch nó sẽ cụ thể và chính xác nhất à, Còn đối với cả những cái bạn chơi margin thì các bạn sẽ quan tâm tới cái trạc đồ thị ở trên khung thời gian là khung H4 thì trên cái khung thời gian ngắn hạn như là khung H4 thì Bitcoin đang chuẩn bị có một cái nhịp điều chỉnh giảm sau những cái đà tăng liên tục xuất hiện trong những cái ngày vừa rồi À, chúng ta có thể thấy một số những cái tín hiệu là cho thấy là chúng ta đang xuất hiện những cái uh, sự điều chỉnh nhẹ trên khung thời gian ví dụ như là H4 uh, qua cái chỉ báo RSI thì nếu như các bạn nhìn vào cái chỉ báo RSI thì nó đang có cái xu hướng là xuống dưới cái mức 50 và ngoài ra thì các bạn cũng có thể thấy là cái đồ thị giá đang tạo nên những cái đỉnh thấp dần thì cái tín hiệu này thể hiện là sẽ có cái xu hướng giảm giá của Bitcoin trong cái khoảng thời gian là trong à, trong những cái ngày tới. Thế nên là những ngày tới mình có thể là sẽ ưu tiên những cái lệnh short hơn và mình sẽ à, thông báo những cái điểm entry cho mọi người ở trên cái nhóm Telegram thì mọi người à, nếu mà quan tâm thì mọi người có thể tham gia vào trong cái nhóm này để biết được những cái vùng mua vùng bán à, cụ thể nhất thì mình cập nhật ở trên đó. À, tóm lại thì về cái xu hướng của Bitcoin thì trên cái xu hướng khung thời gian lớn thì mình thấy rằng là cái xu hướng uptrend vẫn đang cái xu hướng tăng trưởng và vẫn đang là xu hướng à, xu hướng chính. Còn trong ngắn hạn thì Bitcoin có thể là sẽ có những cái sự điều chỉnh nhẹ để mà có thể là tạo ra những cái vùng tích lũy tạo động lực cho cái đà tăng trưởng mới. Nói chung là trên chặt đồ thị của Bitcoin thì vẫn chưa có những cái tín hiệu nào nó nó quá xấu. Nhìn chung là hiện tại thì mình nghĩ rằng là chúng ta chỉ nên chờ đợi và chơi những cái lệnh ngắn thì nó sẽ an toàn hơn. đó Và chúng ta chờ đợi xem là cái xu hướng lớn trên Bitcoin trong những cái thời gian tới nó sẽ là như thế nào để chúng ta sẽ quyết định là chúng ta sẽ có những cái kế hoạch và những cái lệnh nó lớn hơn để như vậy nó sẽ phù hợp hơn. Còn trong cái thời điểm này thì chúng ta sẽ mở những cái đòn bẩy nó vừa phải và chúng ta cũng sẽ đánh với cái số vốn nó nó tương đối thôi. Bởi vì cái xu hướng nó chưa phải là nó quá rõ ràng để chúng ta có thể có thể mạo hiểm được đánh nhiều hơn được, đúng không ạ? À, bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang những cái xu hướng ở trên đồng ETH trái ngược với cả Bitcoin trong tuần vừa rồi thì ETH lại là một cái đồng coi mà có một cái sự bứt phá rất là mạnh mẽ trong cái tuần vừa rồi và đặc biệt là ETH đã thiết lập lên cho mình được một cái đỉnh cao mới. Thì ở trong cái video số 445 thì mình có nhận định là nếu như mà giá của ETH có thể vượt qua được cái vùng kháng cự là 1950 thì đây sẽ là một cái tín hiệu rất là tốt và cho thấy là giá hoàn toàn có thể thiết lập lên một cái đỉnh cao mới. Thì các bạn có thể thấy là ở trên khung tuần của ETH thì đồ thị giá đang bị cản lại bởi cái vùng kháng cự cứng ở quanh cái vùng là 1950 đô. Cái thanh nến tuần này cũng đang được hình thành và cái mức giá hiện tại của ETH cũng đang nằm ngay dưới cái vùng kháng cự cứng này. Và nếu như ETH mà có thể vượt qua được cái vùng kháng cự cứng này thì chúng ta sẽ chờ đợi một cái đỉnh mới. và mình nghĩ rằng là sẽ cao hơn cái đỉnh cũ uh, 2000 của, của của ETH. Và như các bạn có thể thấy thì điều này nó đã xảy ra và cái cây nến hôm mùng 1 tháng 4 là cái ngày mà mình làm cái video nhận định thì đã có một cái nhịp rút dâu ngay tại cái đường trendline phía trên của cái mô hình tam giác cân và sau đó thì đóng cửa nằm hoàn toàn ở trên cái mức giá là 1950 và giá sau khi mà vượt qua được cái vùng cản 1950 thì đã có một cái mức tăng trưởng rất là mạnh mẽ và thiết lập nên được một cái đỉnh mới tại cái vùng là 2130 đô à, Tuy nhiên là sau khi mà thiết lập được cái đỉnh mới tại cái khu vực là 2130 thì đồ thị cũng đã có một cái xu hướng giảm à, tương đối mạnh hiện tại thì chúng ta đang test lại cái khu vực là 2k À, tuy nhiên thì mình thấy rằng là cái xu hướng tăng giá trên thị trường đối với đồng ETH vẫn còn tương đối là mạnh và cái việc mà ETH điều chỉnh giảm về cái khu vực 2.000 ấy, thì là nó sẽ biến cái khu vực này thành một cái khu vực uh, hỗ trợ cứng và đây sẽ là cái khu vực mà các bạn sẽ cần phải quan tâm nếu như giá có cái sự điều chỉnh trong cái thời gian tới à, cái việc mà giá điều chỉnh là cái điều mà mình nghĩ rằng là một cái điều có lợi cho cái xu hướng tăng ở trong dài hạn của cổ đồng ETH thì cái đồ thị của chỉ báo MACD cũng đang ủng hộ cho một cái xu hướng tăng giá của ETH khi mà xuất hiện những cái tín hiệu buy rất là rõ ràng. Hai cái đường phần trăm K và đường phần trăm D thì vẫn đang tiếp tục hướng lên và đồ thị MACD thì vẫn ở trong cái vùng màu xanh. Thì trong cái quá trình tạo nên đỉnh mới thì cái đồ thị giá của ETH đã hình thành một cái mô hình tăng giá rất là đẹp đó là mô hình hai đáy. Và với cái mô hình này thì chúng ta sẽ nhận thấy là cái sức mạnh của phe bán sẽ không đủ để mà tạo ra cái cấu trúc đáy thấp dần. Và thay vào đó thì cái việc hai đáy ngang nhau hoặc là tăng dần như là mô hình chúng ta đang có trên đồ thị của ETH để tạo ra những cái ngưỡng hỗ trợ cứng ở trên thị trường và giá sẽ có cái cơ hội mà bật lên từ cái cục này và các bạn có thể thấy là giá đã uptrend rất là mạnh sau khi mà xác nhận được cái vùng đáy thứ hai và đã thành công trong cái việc là thiết lập lên một cái đỉnh cao mới thì nếu mà chúng ta dựa vào cái lý thuyết của mô hình này thì chúng ta có thể dự đoán được là cái mục tiêu mà ETH hướng tới có thể đạt được đó là cái đường viền cổ neckline thì mình sẽ đo cái khoảng cách từ cái đỉnh của mô hình cho tới cái đường trendline hỗ trợ được tạo thành từ hai đáy để mà xác định được cái mức target mà ETH có thể tăng sau khi mà đồ thị giá đã vượt qua được cái viền cổ neckline. Thì dựa vào cái cách này thì cái mức target mà ETH có thể hướng tới cho cái sóng tăng lần này nó có thể đạt mức là 2004 uh, theo lý thuyết. Đó. Và cái mức 2004 đồng thời cũng là cái mức mà mình đã đề cập đến mọi người với mọi người ở trong cái video số 445 khi mà đưa ra cái trường hợp mà ETH phá qua cạnh trên của cái mô hình tam giác cân nếu như mọi người theo dõi thì mọi người cũng đã biết được về cái vùng giá này rồi thì hy vọng là trong thời gian tới ETH sẽ tiếp tục duy trì được ở trên cái mức giá 2.000 đô và sẽ có thể là hướng tới cái mức giá như là chúng ta kỳ vọng Và mình sẽ tiếp tục là cập nhật những cái diễn biến của ETH cho mọi người trong cái thời gian tới còn đối với những các bạn mà đánh margin thì ở trên khung thời gian À, nhỏ như là khung H4 thì hiện tại đồng ETH lại đang chịu cái sự ảnh hưởng khá nhiều từ cái tín hiệu điều chỉnh của Bitcoin à, Đồ thị giá vừa mới hình thành nên cái cấu trúc giảm với cái đỉnh mới là thấp dần Tuy nhiên bởi vì thị trường này vừa có cái tín hiệu là phá vỡ cái đỉnh cao nhất Thế nên là cái lực đẩy lên của phe mua vẫn còn tương đối là khỏe Và cái xu hướng uptrend sẽ vẫn là cái xu hướng chủ đạo trên đồ thị của ETH Kể cả trên các khung thời gian là khung thời gian nhỏ và với cái nhịp điều chỉnh giảm hiện tại thì đồ thị giá có thể là sẽ hướng tới cái vùng hỗ trợ là 2K và 1930 và đây sẽ là những cái đường hỗ trợ được đỡ bởi những cái đường trung bình và chính vì vậy thì ETH sẽ có khả năng là tạo đáy và bật lên từ những cái vùng hỗ trợ này và nếu như các bạn chơi spot thì các bạn có thể canh cái khu vực này để vào hoặc là các bạn đánh đòn đánh margin thì các bạn có thể chờ đợi cái khu vực này và đánh long với cái đòn bẩy tầm x5 lên thì cũng tương đối là là ok đó và với cái đồng ETH thì cũng sẽ là cái đồng mà mình sẽ tập trung chia sẻ cho mọi người những cái tín hiệu trong thời gian tới bởi vì cái trend của ETH hiện tại đang rất là mạnh và chúng ta không nên bỏ lỡ những cái xu hướng nó tốt và nó đẹp như thế này thì mình sẽ cập nhật cho mọi người những cái điểm entry tốt ở trên nhóm để mọi người có thể vào cùng mình đúng không ạ? À, ok đó là tất cả những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với mọi người ở trong cái video ngày hôm nay thì uh, hy vọng là video sẽ đem đến cho các bạn những cái thông tin hay và hữu ích và các bạn hãy nhớ subscribe kênh để có thể uh, chờ đón những cái video tiếp theo. À, và bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người ở những video sau xin chào.